Mới đây, trên mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên chạy xe máy vượt đường ray xe lửa và gặp tai nạn đáng tiếc. Theo đoạn clip ghi lại, thời điểm đoàn tàu lửa sắp đi đến khu vực đường sắt nối trên, thanh chắn chưa được hạ xuống. Tuy nhiên, đoàn xe lửa đã bấm còi từ rất xa và bấm liên tục. Lúc này, một thanh niên đi đến khu vực này nhưng vẫn điều khiển cho xe chạy qua đường ray. Đoàn tàu lúc này cũng vừa lao tới nên đã gây ra vụ tai nạn sau vụ tai nạn nạn nhân bị thương nặng đã được người dân quanh đó đưa đi cấp cứu chủ tịch xã lê thiện vừa xác nhận vụ tai nạn xảy ra tại thôn dụ nghĩa xã lê thiện huyện an dương thành phố hải phòng nạn nhân quê ở xã gia đức huyện thủy nguyên hải phòng hiện vụ tai nạn đang được điều tra